Stefan Tuấn Tú đi thật xa để trở về Đà Nẵng Dragon tại VBA 2021. Mối lương duyên giữa Stefan Tuấn Tú và Đà Nẵng Dragon một lần nữa được nối lại khi chàng Việt Kiều Thụy Điển tái xuất màu áo cam tại VBA 2021. Trước thêm VBA 2021, Đà Nẵng Dragon sẽ đón chào sự trở lại của người cũ Stefan Nguyễn Tuấn Tú. Theo một số nguồn tin uy tín, chàng Việt Kiều Thụy Điển 99% sẽ trở lại VBA sau một thời gian dài vắng mặt. Ở mùa giải này, Đà Nẵng Dragon vẫn đang chống vị trí Việt Kiều. Tuy nhiên, Stefan sẽ không đảm nhiệm vị trí ấy. Thay vào đó, anh sẽ nhận một công việc mới tại VBA, đó là trợ lý cho huấn luyện viên Phan Thành Cảnh. Dù chưa từng nắm giữ cương vị trợ lý tại VBA, tuy nhiên, chàng Việt Kiều sinh năm 1992 đang rất mát tay trong công tác đào tạo cầu thủ trẻ và có thể giúp đỡ rất nhiều cho huấn luyện viên Phan Thành Cảnh. Thực tế, những cầu thủ thuộc lò đào tạo Next Level của Stefan đã gia nhập VBA từ mùa giải năm ngoái và phần nào đã để lại dấu ấn như Hoàng Tú, Kim Ji-soo và cô Trần Cơ Nguyên. Đối với ông thầy Stefan, lần trở lại này chắc hẳn sẽ mang rất nhiều cảm xúc. Anh trải qua rất nhiều thăng trầm tại giải bóng rổ chuyên nghiệp Việt Nam, mang về nhiều thành công, cũng nếm trải thất bại và cay đắng. Cầu thủ cao 1m92 đã gắn bó với bóng rổ Việt Nam từ trước khi VBA ra đời. Khi tới mùa giải VBA 2016, anh góp mặt trong màu ám Đà Nẵng Dragon và góp công lớn mang chức vô địch về cho dòng sông Hàn, đạt tới đỉnh cao ngay trong mùa giải đầu tiên. Đó cũng chính là thử thách với Stefan Nguyễn Tuấn Tú. Ngày năm sau, anh dính chấn thương và không thể thi đấu mùa giải VBA 2017. Những tưởng đó là bước lùi với chàng Việt Kiều điển trai này, thế nhưng anh đã trở lại đầy bất ngờ. Stefan Tuấn Tú chuyển tới thủ đô, khoác áo Hà Nội Buffalo tại VBA 2018 và ngay trong lần ra Bắc đầu tiên, anh và những người đồng đội đã đi tới trận chung kết gặp Cần Thơ Catfish. Đó cũng chính là dấu ấn gần nhất mà hậu vệ này để lại khi đang thi đấu mùa giải VBA 2019. Stefan bất ngờ kết thúc mối lương duyên với châu thủ đô theo cách không mấy gì vui vẻ. Bản thân Stefan cũng lên tiếng trên postcard giải thích về cuộc chia tay drama này. Kể từ đó, chàng Việt Kiều Thụy Điển tập trung vào công việc giảng dạy tại Next Level và bắt đầu gặt hái được những trái ngọt. Trở lại VBA 2021 trên một cương vị mới, hãy cùng chờ đợi Stefan Tuấn Tú có thể giúp gì cho đội bóng đã cùng anh lên đỉnh VBA. Yeah. Look. You know how to peg and chit-chat goes. I like R's and V's and O's. I don't really play no tic-tac-toe. Been with trucks, do highs and lows. We seen that last night, it froze. There's no cameras, there's no pose. Just like that one time at Trello. Big man, we're pulling out phones. Staying big 6'6 with woes. Man start dissing and doing repos. They do anything except roads. Still can't see them after it snows. I don't have time for the waste man jokes. Personal thing if I'm getting up close.